Sáng ngày 8 tháng 9, đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Lưu Chí Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chuyên môn đã đến thăm, động viên các cán bộ, nhân viên của Điện lực Sông Công khẩn trương làm nhiệm vụ khắc phục sự cố do ảnh hưởng từ cơn bão số 3. Trong đêm ngày 7 tháng 9, tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố đã xảy ra sự cố về điện. Theo đó, Điện lực Sông Công đã bố trí 100% lực lượng trực 24/24 giờ. Ngay trong đêm, đơn vị đã tiến hành sửa chữa 5 cột điện hạ thế tại phường Bách Quang, một sự cố tại xóm Na Vùng, xã Bình Sơn. Phối hợp với lực lượng dân quân các xã phường xử lý hơn 120 cây đổ vào đường dây điện. Đến 22 giờ đã cung cấp điện ổn định cho người dân. Hiện còn 18 hộ tại phường Mỏ Chè, Châu Sơn, xã Bá Xuyên, Bình Sơn chưa có điện. Điện lực Sông Công vẫn đang tích cực khắc phục sự cố. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Điện lực Sông Công đảm bảo cung cấp điện cho người dân khi bão số 3 đi qua địa bàn, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ. Mong các đồng chí tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại các đơn vị trên địa bàn thành phố.